Chào mừng các em quay lại với kênh học tiếng Anh với cô nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học bài số 5 nào. Unit 5, Lesson 1. 1. Look, listen and repeat. Phần 1. Nhìn, nghe và lặp lại. Các em hãy cùng nhau nghe xem chữ này trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc như thế nào nhé. E E Egg Elephant. Các em thân mến, chữ này trong tiếng Anh chúng ta đọc là E và âm của nó đọc là E. E E Egg quả trứng. E E Elephant con voi. Now listen and repeat. Cô mời các em cùng nghe và lặp lại theo cô nhé. E E Egg E E Elephant. 2. Let's chant. Chúng ta cùng nhau hát nào. Các em hãy cùng đọc theo cô nhé. E E E Can you hear? E E E As in elephant. E is the sound of E. Now let's chant. Can you hear? E, E, E. As in elephant. E is the sound of E. Lesson 2. 1. Listen and repeat. Phần 1. Nghe và lặp lại. Cô mời các em cùng quan sát bức tranh cho cô nhé. Như các em thấy, hai mẹ con đang ở trong siêu thị đúng chưa nào? Và hai mẹ con quyết định sẽ mua trứng. Tuy nhiên, có rất là nhiều trứng. Chúng ta hãy cùng nhau xem mẫu câu có bao nhiêu quả trứng chúng ta sẽ hỏi như thế nào trong tiếng Anh các em nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe và lặp lại. How many eggs? One egg. Two eggs. Three eggs. Như vậy, để hỏi số lượng bao nhiêu, chúng ta sẽ dùng mẫu câu How many? How many? Có bao nhiêu quả trứng? How many eggs? How many eggs? Có một quả chúng ta sẽ nói One egg. One egg. Có hai quả trứng? Two eggs. Two eggs. Có ba quả trứng? Three eggs. Three eggs. Như vậy, một quả thì quả trứng chúng ta sẽ không có chữ giờ đúng chưa nào các em? Khi chúng ta có từ hai cái, hoặc là hai quả, hoặc là hai đồ vật trở lên, các em nhớ thêm chữ giờ vào đằng sau cho cô nhé. Two, look, Matt and say. Các em hãy cùng nhau nhìn, nối và đọc to cho cô nhé. Chúng ta có one elephant. Là một con voi. Two birds là hai con chim. Và three eggs là ba quả trứng. Các em hãy cùng nhau nhìn vào và nối cho cô nào. Và đây là đáp án của chúng ta các em nhé. One elephant. Two birds. Three eggs. Các em nhớ là khi chúng ta có từ hai cái trở lên thì đằng sau cái đồ vật hoặc là con vật đó, các em phải thêm chữ sờ cho cô nhé. Lesson 3. 1. Trace the letters. Phần 1. Hãy đồ theo chữ sau đây. Các em hãy cùng nhau đồ cho cô letter E và âm E nhé. E, E, egg. E, E, elephant. 2. Count and say. Phần 2. Hãy cùng nhau đếm và đọc to. Có bao nhiêu quả trứng? Good. Two eggs. Hai quả trứng. How many ducks? One, two, three. Three ducks. How many elephants? One elephant. Now listen and repeat. Two eggs.
3 ducks, 1 elephant. Lesson 4. 1. Listen and repeat. Phần 1. Nghe và lặp lại. Các em cùng nghe xem từ số 1 tới số 5 chúng ta sẽ đọc như thế nào nhé. 1. 2. 3. 4. 5. Listen and repeat. Cùng nghe và đọc theo cô nào. 1. 2, 3. Số 3, các em nhớ đọc là âm thr và ri, thri. Các em đừng đọc là tree, các em nhé. Tree là cái cây, còn số 3 chúng ta phải đọc là three, three. 4, 4, 5, 5. Bây giờ chúng ta cùng đọc ngược lại nhé. 5, 4. 3, 2, 1. 2. Look and match. Phần 2. Nhìn và nối. Các em có thấy đoàn tàu lửa không nào? Trên đoàn tàu sẽ có những số từ số 1 tới số 5 và chúng ta có các chữ tương ứng. Các em hãy cùng nhau nhìn số và hãy nối cho cô nhé. 4. Số 4. 2. Số 2. 1. Số 1, 3, số 3, 5, số 5. 3, look, count and say. Phần 3, nhìn đếm và đọc to. A, how many ducks? Có bao nhiêu con vịt nào? 4, 4. B, how many eggs? Có bao nhiêu quả trứng? 5. C. How many cats? 2. D. How many elephants? 3. Good job! Như vậy là bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo nhé. Goodbye!